virus siêu cảm cúm xuất hiện tại Australia. Australia phát hiện một đợt dịch cảm cúm với loạt triệu chứng tương tự COVID-19 như sốt, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi. Tuy nhiên, người mắc không bị mất vị giác, khứu giác. Virus được gọi là siêu cảm cúm lần đầu xuất hiện ở Anh vào tháng 11 năm 2021, hiện hoành hành tại các thành phố lớn của Australia. Các bệnh nhân có triệu chứng như nhiễm SARS-CoV-2, song đều xét nghiệm âm tính. Biểu hiện phổ biến nhất bao gồm đau rát họng, nhức đầu, đau cơ thể, chảy nước mũi và mệt mỏi. Triệu chứng đôi khi kéo dài hàng tuần, trung bình là từ 10 đến 14 ngày. Người mắc virus siêu cảm cúm thường không mất vị giác hoặc khứu giác. Đây là điểm khác biệt duy nhất với COVID-19. Hiện mức miễn dịch của Australia xuống thấp, hàng nghìn người đổ ra đường sau gần 2 năm giãn cách để trở lại cuộc sống, tạo điều kiện cho các mầm bệnh mới nổi xuất hiện. Theo các chuyên gia, virus siêu cảm cúm lây lan dữ dội tương tự COVID-19. Các ca nhiễm cúm nghiêm trọng ở Anh được báo cáo vào cuối năm nay, cũng trong thời gian nước này mở cửa trở lại. Giới chuyên gia trước đó đã dự đoán số ca nhiễm trùng đường hô hấp nói chung sẽ tăng lên. Các trường hợp cúm không nằm ngoài xu hướng này. Các nhà khoa học nhận định thời gian dài phong tỏa không phơi nhiễm các loại virus nói chung khiến hệ hô hấp quen thuộc với điều này, dễ bị tổn thương hơn khi trở lại cuộc sống bình thường. Bên cạnh đó, lượng lớn khách du lịch nhập cảnh Australia cũng mang theo các mầm bệnh lạ. Tiến sĩ Lam Mackay, chuyên gia virus từ Đại học Queensland cho biết, COVID-19 đã làm thay đổi quan điểm truyền thống rằng mầm bệnh đường hô hấp chỉ xuất hiện trong thời tiết lạnh. Các đợt cảm lạnh tại Australia gia tăng đột biến trong thời gian gần đây, bất chấp thời tiết ấm lên. Rõ ràng, chúng không xuất hiện theo mùa nữa mà xuất hiện dựa trên mức độ miễn dịch của người dân. Khi miễn dịch xuống thấp, virus có thể hoành hành bất cứ khi nào, ông nói. Một số chuyên gia thậm chí lo ngại dịch cúm có trong năm nay có thể gây ra nhiều ca tử vong hơn COVID-19. Nhà dịch tễ học Bennett cảnh báo khả năng miễn dịch chống lại bệnh cúm của chúng ta thấp hơn vì đã bỏ qua 2 năm cúm mùa. Mùa đông năm nay, số người chết do COVID-19 có thể thấp hơn vì giờ đây cúm mới là yếu tố tấn công người dễ tổn thương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.